Mình quay trở lại với Mafia 3 và mình tên là Nghĩa. Thì hôm qua mình đã làm tập từ đầu tiên, và cái tập tiếp theo này chúng ta sẽ đột nhập vào một nơi nào đó thì phải. Và chúng ta sẽ đi trả thù cái bọn kia, tại vì nó dám chơi mình. Ok. Và các bạn nào mà thích cái series của mình, các bạn hãy bấm like cho phần description phía dưới nha. Bấm like và share càng nhiều càng tốt. Thì sẽ có cái động lực giúp mình để mình làm cái clip này nhiều hơn. Ví dụ vậy, tại vì mình cần kiểu như là, mặc dù cái này là cũng không được gì nhiều, nhưng mà nếu các bạn share, các bạn thích và các bạn ủng hộ mình làm tiếp thì mình sẽ có nhiều cái cảm hứng hơn từ các bạn để mình làm tiếp series này. Và trong số thời gian qua và cái tập đầu tiên mình thấy cũng là rất là hay rồi. Và mình mong là các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Để lên rồi. Ok. Cái nút hướng dẫn nó hơi ít. Này không biết có Assassin Instinct không? Ok, chúng ta phải đi ra khỏi cái tầm nhìn của tụi này. Why they stop and looking the enemy awareness? Khi mà chúng nó không nhìn nữa thì chúng nó sẽ không phát hiện được mình đâu. Mình xử từng thằng đó ra. Papa Legba, open the gate for me. Ơi, cái thằng này cũng da đen như mình, mình nghĩ nó không nên phải giết nó cho lắm. Nhưng nó có súng rồi. Ôi, thằng kia đi xuống rồi. Sang này dằn xuống dưới luôn. Mình thiết nghĩ là cái game này nên có một cái gì đó giống như là cái Instinct Bon Appetit. Giống như là Hitman vậy á. Mình là thích cái kiểu, nếu mà này mình là thích cái kiểu Rambo hơn. Vô đây con, vô đây. Còn này nữa thôi. Quá dễ. Mà cái chiêu, nếu mà kết liễu kiểu này thì nó hơi quá lẹ. Fight 3K. 3K là cái ông nào ấy, nhưng mà thì mình thấy nó trùng với cái tên của cái hội 3K. Nếu các bạn có biết KKK, cái hội 3KKK, đến một trong cái thời kỳ này á, mấy người này rất là racist. Phải nói là vậy, rất là racist là bằng khác. Có súng nè. Là nếu mà các bạn nào có đọc sơ qua và các bạn qua chơi qua cái phần Mafia trước thì các bạn sẽ rõ. Thì cái hội này nó luôn luôn nó rất là ghét người da đen. Chúng ta có cách nào mà mark kẻ thù được không ta? Chúng ta phải nhìn vô họ thì nó mới hiện lên minimap được. Hơi khó. Nhờ là các bạn có thể không phát hiện được mấy người này. Mình cũng nhờ vậy cái game nó hay hơn nhiều. Cách nào chụp cái chân. Whistling. Whistle to try to move away. Anti now the roof. Đè gần bên đây trái. Ok. Better see who that is. Mày nhìn nó mày. Ủa sao dễ quá vậy? Nó không có báo động được luôn hả? Mình không thích cái cây đó cho lắm ta. Hôm nay không có gì hết đây. Trời, nguyên một cái lãnh thổ, nguyên một cái đám trong đây. Để mình check coi xem có ai không là mình mới hẳn qua giết thằng kia. Chứ nhà vô giết thì nó phát hiện cái một là mình tiêu luôn á. Ôi. Lôi mặt này vô đó. Vô đây mày, vô đây mày. Vô đây. Để lôi xác nó đi đâu đó. Lôi đi chứ không để một đám này ở kia nó phát hiện nữa. Mặc dù mình thấy hai thằng kia có vẻ như là giấu cũng khá là kỹ rồi, nhưng mà mình nghĩ là tụi kia nó đi vòng vòng thì có lẽ là sợ nên nó phải hiện thôi chứ không gì hết đó. Mình cũng đã từng coi YouTube của mấy người nào chơi Mafia 3 rồi, nhưng mà thấy thì đa phần họ Rambo khá là nhiều. Thế có mình stealth được mức cỡ độ như thế nào rồi mình sẽ cố gắng thì nên chắc cũng không còn ai đâu nhỉ, nhưng mà làm sao đi ta. Oops. Cho một thằng đi trở lại thôi.
nhưng mà cũng lạ ha. Một thằng kêu một nguyên đám nhìn chỗ khác liền. Mình đợi nó vô đây thử coi, rồi mình xử từng thằng luôn. Quiet here. Ở bên kia nó không thấy luôn. Nó không thấy luôn. Ôi lạ nha. Mình nghĩ nếu nó mà nó thấy là nó sẽ dùng nguyên một đám chạy lại đây rồi. Mới xáo thêm phát nữa coi. Và tụi nó vẫn không thấy. Không thấy thiệt. Mày sợ nó thấy thấy xác con này thôi. Ê nhưng mà giờ nó thấy rồi. Ôi nghĩ sao vậy em. Ồ trong đây có thanh máu nữa. Nhưng mà từ hồi máu đỡ ghê đó. Giống mấy game khác đợi mình đỡ phải đi lụm máu, có chúng ta có thể cho lụm máu được á, nhưng mà không nhất thiết. Cái cây này là cái cây trong giống như Battlefield 1 vậy á. Để mình thử cái cây này coi, mình cũng đang muốn bắn thử cái cây này như thế nào á. Cây này hình như M1911 á, cái súng lục rồi. Đâu rồi. Thử đổi cái này coi. Không biết có phải hay không nữa. Nếu mà Mafia chơi Rambo thì nó sẽ hay hơn nha. Nhưng mà máu hết. Cái gì cũng hết. Mấy em đâu rồi? Ia. Còn sâu nữa hả? Ui, quá ảo. Anh thích rồi đó, anh thích rồi đó. Phải Rambo gì chứ. Một mình anh cưng cả thế giới. Ôi. Con sâu chắc chết hết rồi bà ta. Mày chưa chết nữa mày. Hết đạn. Chúng ta cần một cái súng hiệu lực hơn đó. Súng hết đạn, thằng này cũng hết đạn rồi, thấy đâu quái nào. 4 viên để coi xử được thằng nào hay thằng đó ba. Không sao. Vô. Con mẹ mày. Mày chơi tao không mày? Chơi tao không mày? Ủa sao này ăn đạn bao nhiêu viên đạn không chết mày? Đó. Chết đi mày. À muốn kết liễu chơi. Các bạn coi là 1 2 3 chúng ta chuẩn bị RKO thằng này. 1 2 3 vô. Fuck you. Who won battle? Fuck you. You made a big mistake going after the Hollow. The Hollow. Remember that way easy as he. Coward. The man you're talking about took me in when I had nowhere else to go. You are no better than you. You can't take those souls! You fucking pig! Damn you to hell! Take it easy! Take it easy! He kept me in there, locked in there, day and night. Beat me, use me! I killed you, motherfucker! You and your entire goddamn family! He's dead! He can't hurt you anymore. It's over. Over. This is never going to be over. Pajam. Fucking Haitians. Okay. Fucking Haitian. Molotov and grenade. Chúng ta không có rồi, sao mà chọi đây? Này là gì đây? Lấy đi. Lấy còn hơn không. Để coi mình có cái nào ta. Súng đâu hết rồi.
Súng cây kia hết đạn luôn rồi. Đi đi đi, nhanh chóng. Tôi luôn chưa thấy mình. Giờ thấy rồi đó. Ê. Nhiều lúc đó hay kẹt lại quá ta. Mình chạy vô đây. Chỉ là qua cái đám này thôi cái gì. Cũng khá là dễ, cũng không đến nỗi nào khó, nhưng mà chúng ta hết đạn. Cái đó mới là vấn đề. Đưa cái súng mày đây. Súng đâu? Lụm cũng là nút vuông, cũng hơi khó chịu nha. Hey, con mẹ mày. Hey. Tránh xa bố mày ra. Bố đang rất là... Tech knife, cây này giống như cái tech knife vậy đó. Để thử rồi. Không bỏ đi, còn nhiều đại viên bắn cái gì. Ôi, nó thấy mình rồi. Để lấy hộp máu nè. Để phòng hờ lắm lúc mà mình cần thôi. Kiểu như adrenaline đó. Ê. Thanh niên, bước ra đây. Chạy đi đâu. Bắn mà. Nó bắn mà nó không cần ngắm luôn mới ghê chứ. Ê, tự nhiên trái thì thấy quái nào. Mình sẽ đi hồi máu đi. Oh yeah, hay quá, tự động hồi. Còn thằng nữa rồi. Đi, chạy đâu. Chú làm sao né khỏi anh được. Anh là con ma đi đằng sau lưng mấy chú. Ồ, con shotgun nè mấy đứa. Đó, trời nè. Lên em. Chạy đi. Chạy trong ngày mưa bão. Ồ, cũng kiểu như là. Ui, có súng lục nè. Cũng trùng hợp với trời chứ, lúc mà mình đang quay cái này là cũng đang trời mưa. Ui, sao nó đông dữ vậy. Lấy máu đi. No witnesses. Ui. Bắn từ đâu vậy? Tại sao mày là bóng tao? Đằng sau nó có bắn mình mà mình không thấy ra. Ui, hết đạn đúng lúc vậy. Cái này vòng tròn này khó bắn ghê luôn ấy ta. Kệ đi. Lượm cái súng khác vậy. Thêm đạn. Take cover. Use adrenaline. Bấm nút nào ta. Để cho nút gì mà nó tối vậy, sợ luôn. Adrenaline shot. Using adrenaline shot. Bấm nút nào trời. Ồ, mấy này bọn nó rác dễ sợ. Mấy chú thiết nghĩ là mấy chú nên làm vậy đó. Nó chọi thẳng như mình luôn, không chạy ngược ra lại, ghê thật. Mấy thanh niên dừng chơi thì. Ý, hết đạn mới ghê chứ. Nghĩ sao vậy? Anh mày hết đạn nhưng mà anh mày có chiêu. Có chiêu hết. Xuống đây em. Không cần mày xuống luôn. Không cần luôn. Anh xử hết, xử đẹp. Game này khá là bạo lực đấy chứ. Nhìn mấy cái chiêu fatality của nó là mình cũng thấy không phù hợp với con nít rồi. Tech knife nè, không cần, không nhất thiết cho lắm. Đâu rồi? Đi qua. Bồ. Lúc cô là ai đây? Nhanh, chúng ta còn phải đi ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt rồi. Mình không muốn lạc vào trong nỗi đau này. Đi, nhanh. Ok, đến lái nè. Sao thằng này nó không lái luôn mà bắt mình lái nữa chứ. Ok, chúng ta thoát rồi ở chỗ này rồi. Đúng kiểu làm gì kiểu mafia luôn. Quá đẹp. Đi vô giết xong ra. Quá ảo. Yeah, like a boss. Thế nhưng mình nên làm Rambo giống như vậy.
Đường nhìn cũng đẹp chứ, là mình nhớ mấy cái hồ mà mình chơi hồi quá tay. Ủa đụng một cái mà chẳng lẽ hư cái xe luôn hả trời. Hồi mình chơi Need for Speed vậy, nhìn cái đồ họa nhìn đẹp chứ. Nếu mà bạn nào kêu nó xấu mình cũng thấy cũng không đến nỗi nào cái gì. Sometimes I think he's lost the taste for this shit. Just because I'm in a rush to buy him is gonna mean we lost something. I know, just makes me wonder what happens after, you know? No, I don't know. Explain it to me. Don't matter if it's a bullet or the hand of God. We all go sometime, right? I suppose. Cái điều mà mình không thích của cái game này là mình lúc mà các bạn coi cái render gương của nó, cái gương nó render sao sao á, càng lúc đi xa thì những cái chỗ xa đó lại render không nổi dù vậy. Just saying we gotta be ready when that day comes. Yeah, well that's not something we gotta worry about right now. So just cool it with your grand plans, alright? Okay, sorry các bạn, tại mình tự nhiên có người nhắn tin. Okay. Đi tiếp nào. Đường tối nha, không thấy đường luôn. Đổi góc nhìn được không ta? Đổi góc nhìn sang cái nút nào ta? Chắc không, mà mình cũng muốn thử đổi góc nhìn như thế nào. Cái đường cũng khá là đẹp. Ôi. Nhưng mà nếu mà so với vậy trên PS4 á, mình thấy cũng khá là ổn rồi. Khá là ổn. Nếu mà các bạn thấy sau này nó có PS Pro á, thì PS Pro sẽ tập trung nhiều hơn về nhiều mảng khác nhau. Và cũng có cái nhờ cái phần cứng của nó mới và nó mạnh hơn thì nó sẽ đòn cùng một lúc á, nó sẽ hỗ trợ cộng như là nó chạy được nhiều cái năng hơn, cái nó render tốt hơn nhiều. Thì nếu các bạn nào đang dùng cái TV 1080 các bạn mua PS Pro á thì các bạn sẽ upscale lên 60 fps, hoặc upscale nó không phải upscale nữa mà các bạn sẽ được 1080 nhưng mà được lên tới 60 fps, tại vì lúc này thì càng đồ họa nó cái GPU mới nó sẽ tập trung vào render tăng 1080 hơn và sẽ được fps cao hơn nhiều so với những game mà trước đây các bạn chơi PS4 nó sẽ không lên được. Nhưng mà nếu mà so với bạn nào có mang TV 4K thường đa phần thì các bạn nào gần đây thì bạn sẽ được TV 4K nhiều hơn á, thì nó sẽ 4K 30 fps. Nói chung là cũng rất là hay rồi PS Pro. Fang Lincoln didn't understand, or maybe want to understand, is that for a man like Sammy, there's always gonna be more Haitians. Now, if there wasn't someone going after Sammy, then there was someone else forcing him into a bad situation. It was never going in. That's how Lincoln ended up working for Sal Marcano. You were right about those Haitians being down by that old salt mine. They won't be bothering us again. It was a mistake sending you down there. I should handle my own business. This isn't any different than what I was doing before I left. You probably don't know this, but every night on the TV, right after the news, they show the names of all the boys killed over there in Vietnam. I'd be sitting in the kitchen eating my supper, watching that list scroll by, wondering if today is the day I finally see your name. But you never did. Nothing happened to me. There's only so much luck down the well. Sooner or later, pull up that bucket, there's nothing in it. So, what are we gonna do about Marcano? Pay him his goddamn money one way or the other. Lottery gonna be enough to cover it? The lottery? No. But Sal called a bit ago. Wants you to meet him up the country club. Says he's got something in the works. Square things up between us. The only black folk allowed in there to help. Now, they may not like it, but they're not gonna say no to Sal Marcano. He says you get to come in, you get to come in. Fine. I always did want to see the inside of that place. You need to do whatever Sal asks, yeah? For all our sakes. Yes, sir. But
Nhìn cái ông này có vẻ như là khá là buồn đời luôn á chứ. Làm cái gì mà tối ngày uống rượu rồi ăn xong cái buồn kêu hồi lúc mà thằng này đi Việt Nam là kiểu như á, à, mày biết không, tao sợ lắm á. Kiểu như một ngày nào đó chúng ta thấy cái tên của thằng này lúc mà thằng này đi chiến tranh Việt Nam là thằng này xuất hiện lắm rồi. Cái danh sách tử á là kiểu như không có đường trở về nữa rồi đó. Mà không, hơn cho anh chàng này vẫn sống tại vì anh quá châu bò. Kỹ với các bạn, nó giống y chang như cái hồ mà Mafia 2 vậy á. Là Vito hình như cũng là từ chiến tranh, hình như chiến tranh thế giới hay sao á. Mình gom rõ phải chiến tranh thế giới hay không mình không nhớ nữa. Nhưng mà hình như là vậy. Đánh quân đồng minh xong đi về. Sau đó là thầy cha rồi anh em gì đó, rồi đi làm theo những cái gì từ từ cứ lên từ từ thành sau này thành ông chùm luôn. Nó ngầu lờ luôn á chứ. Mình thích những thằng như thế. Kiểu như hồi các bạn này coi Godfather, chúng bạn sẽ thấy rõ cuộc sống mafia như thế nào. Mà Godfather thì theo mình nhớ là như cái gia đình bên Ý, gia đình mafia ở Ý. Còn trong game thì mình cũng không rõ, hình như Mỹ hay Ý, nhưng mà mình nghĩ là giờ Ý tại nó, hình như cái đó là nó bám sát cái cốt truyện của mafia của thằng Godfather hay. Thì phần này thì có vẻ như ngoài lề rồi, nhưng mà mọi thanh niên khác cũng không hẳn, cũng không khác là mấy. Chết cha, chúng ta bị cảnh sát dí rồi vậy. Không ra. Ủa sao mà làm cái gì mình đi, cái gì mà cũng bị nhìn đó vậy ta? Mình chỉ là người da đen thôi mà. Có gì đâu mà anh nhìn ghê vậy. Nhìn mà còn đi theo mấy là ghê đó, nhìn giống gata. Chỉ vì các bạn chạy nhanh vượt ẩu là các bạn bị lên phường giải quyết. Việt Nam thì khỏi phải nói rồi, nhưng mà nước ngoài thì như này thì hơi kỳ á. Nếu mà cái này nếu mình nghĩ là đường cắt tóc thì nó cũng có một cái gọi là cái tốc độ giới hạn, tốc độ cho phép mà. Nói chung mình nghĩ cũng đâu lái quá đến mức độ gì đâu ta. Đó, nhưng mà nó phải đó là cái cơ chế lái xe của thằng này đã thiệt. Đã lắm luôn. Nhưng mà trên PS4 thì mình thấy nếu các bạn nào muốn một cái trải nghiệm mượt mà hơn á, thì mình nghĩ PS4 cũng khá là đáp ứng đủ cái điều đó. Bay luôn. Cũng không đến nỗi quá tệ. Thế mình thấy là vậy. Và đủ để các bạn thể trải nghiệm nếu các bạn nào đang sử dụng PS4 như mình. Đó lý do tại sao đa phần những game bắn súng thì mình vẫn ưu tiên trên PC này nọ kiểu. Nhưng mà những game mà trải nghiệm thoải mái thì mình lại vẫn thích mua trên PS4 nhiều hơn. Tại vì PS4 nó vẫn làm tốt cái vai trò của nó. Và mình vẫn muốn lỗ ngồi mình chơi thì ngồi thoải mái ra mà chơi, chứ cũng không phải là ngồi lên cái ghế vi tính rồi làm này làm nọ cũng khá là mệt. Talk to security. Ok. Nhưng mà nó chỉ đường thì cũng khá là tốt rồi đó. Một cái dinh thự luôn đã vậy. Mở cửa nào. Cái này mở nó rồi, nhìn này mình cũng đã nói rồi. Cái vụ render cái gương á, thà nó không có để cái gương thì tốt hơn, chứ mà để cái gương thì nhìn nó kỳ kỳ sao. Oops. The fuck you doing up here? Help goes into the back. I'm sao đi ra khỏi xe được. The name's Lincoln Clay. That a fact. I'll be goddamned. Mind your manners. Mở cửa đi. Đúng rồi. Cái xe mình bị đứng luôn rồi, giờ phải đợi nó mở cửa mới đi tiếp được rồi. Ok. Vô mấy đứa, quẩy lên. Khu này khu của anh. Ui. Đồ đạp lên. Lincoln Clay. Christ man, get a look at you. I bet those fucking gook shit themselves when they saw you coming. Been a long time, Georgie. Oh, no shit, it's been a long time. I think the last time I saw you was that night over in the French ward, right before you shipped out. Damn, but that wasn't a gas. Oh, I seem to remember me and Ellis running from the cops. And Danny ending up in the drunk tank. Hell, man, I bailed him out. Besides, it was worth it to knock the hell out of them cracker assholes. Smoke? Sure. Oh, man. Sammy said Mr. Marcano wanted to see me. Mr. Marcano? Shit. Make him sound like a goddamn lawyer. You just call him Sal. Come on, he's in the back. I should have wore something else. Hey, these squares have a problem with your threads. You can take it up with my old man. He'll tell him to kiss his ass. Nice thing about having fuck you money. Olivia, I hate to cut this short, darling, but I've got a meeting coming up. Remy, a pleasure as always, sir. Two more glasses.
Lincoln. Good to see you. This is Vito Scaletta. He's the one I've been telling you about. Come on, Lincoln, sit down. So you served in Vietnam, huh? Yes, sir. Sal tells me you earned a few pieces of tin over there. Well, I served with some good men. Nothing I did would happen without them. Army? Marines? Regular Army at first, and then I was recruited to the 5th SFG. Special Forces. I told you it was something else. Now, not that anything's gonna go wrong, but just in case, goddamn, don't you want a man like that on your side? Well, if you're vouching for him, Sal, that's good enough for me. Look, I got a couple things to take care of. Thanks for the drink. Christ, that guy's an asshole. Fucking carpetbagger. Commission sent him down here from Empire Bay about 15 years back. He's been a pain in my goddamn ass ever since. Well, I guess you're wondering what this is all about. Yeah, Sammy didn't tell me too much. Twice a year, the feds take old money out of circulation and destroy it. Over the course of the next few days, that money's gonna be delivered here to the reserve in town. And you're gonna hit one of those shipments? No, sir. We are gonna use that occasion to gain access to their vault. And then steal everything that ain't nailed down. Should be $6-7 million in there, easy. That's pretty fucking ballsy. It's a chance of a goddamn lifetime is what it is. Now, Vito's fronting a lot of the money for the job, and he got us the combination to the vault. Hey, you had a chance to see Danny? No, not yet. Oh, well, you will. We brought him and his old man in on this, and they're gonna need your help, so go see them. They're still in that same place. There's something else we gotta talk about. Now, safe to assume you know about the problem Sammy's been having. I took care of the Haitians. Once things settle down, money will start coming in again. You see that right there? That's what I'm talking about. You didn't sit around with your thumb jammed in your ass. You saw a problem, you went out and took care of it. Goddamn, I take that over money any day of the week. We pay our own way, debts and all. Always have. Oh, hell, son, I know that. I wouldn't expect otherwise. But you know, even after we all evened up, you're still gonna be slopping around in the ass end of this city. Not much of a future in that. But maybe there's a different way forward, you understand? For all of us. What'd you have in mind? I want you to know I mean no disrespect when I say this. Sammy's a hell of a man, but he's not getting any younger. And I'm thinking it's time to make a change. Well, I don't think that Ellis is ready for that kind of stuff. I'm not talking about Ellis. I'm talking about you. I want you to run the holler. I can't do that. Well, look here, if you're worried about Sammy, don't you understand? Now, he's always been on the level with me. And this job we're talking about, there's more than enough for him to retire on. He took me in when I had nowhere else to go. Treated me like a son. I'm sorry, Mr. Marcano. I can't do that to him. Well, shit, son. I'd be lying if I didn't say I wasn't just a little disappointed. But I get it. You're loyal, which is something that is scarce these days. Do you still want me to help with this thing we've been talking about? You goddamn right I do! And when it's all done, you all be more than square with me. You have my word. What do you really want to hear? That we'd kidnap and torture anyone suspected of working with the VC? I'm trying to ascertain the level of training that Lincoln Clay received during his time in Vietnam. Someone like that you don't need to train. You point them in the right direction, you get the fuck out of their way. Ok, và chúng ta có nhiều như là chúng ta quay về lại cái phân đoạn mà chúng ta đang cướp tiền thì phải. Đang cắt tiền của tụi kia khúc ban đầu mà mình lúc mình chơi á. Nó có vẻ nó khó hơn thôi. Intelview. Recent Intelview also reveal enemy by web blockers.
Ok. Giờ mới có cái instinct giống như một cái nút thì nó hơi kỳ nha. Khó nhìn quá. Ôi, ôi vãi thanh niên đi rồi người còn sao móc ra trời. Mấy thanh niên giờ móc lớp kinh gì đâu á. Không sao nhưng mà mình phải trên cơ tụi này. Mình thấy hết. Mình cầm nguyên cái súng máy mà sợ cái gì. Sợ cái gì không biết à. Mày nghĩ mày bắn ai. Cầm súng lục coi, còn một thằng nữa mà. Thanh niên kia đâu rồi. Không hồi máu được luôn hả? Ok, chúng ta phải đi lại thằng chỗ này. Ôi. Nó có nguyên cái máy khoan như này luôn hả? Ghê vậy dân chơi. Khoan gì ghê vậy? Gì chui xuống dưới đó luôn hả? What the f... Không còn cách nào hay hơn hả? Nếu mà muốn chui nguyên cái người mình xuống là phải chui bự, khoan bự hơn nữa. Chúng ta thảy tiền xuống hả? Motherfuckers killed the lights. Just worry about the money. I'll deal with this. Defend Gorgi. Okay, no problem. Có ba thằng thôi hả? Không sao, anh xử lý được hết. Ôi, sao nó bắn được mình mà mình bắn không được nó ra? Hồi máu giờ lần này hồi máu đúng ít luôn trời ơi. Ủa nên gì thế nó bót ghê vậy. Không sao anh cần cả tim. Thấy mình rồi. Bắn gì mà không chết hả trời. Tao cũng bái lại luôn á. Chứ vòng vòng cũng khá là easy. Có đèn rồi. Vừa chết hả mày? Lăng. Swapping covers. Ok. Dễ thôi. Bình thường. Mỗi thằng tặng 3 viên giống như mấy cái phim hành động vậy. Ồ oh, anh thấy hết. Nghĩ sao cầm shotgun mà thử anh. Ây. Ôi. Ôi. Căng gì. Hồi máu đi. Đúng rồi. Chúng ta cần phải được hồi máu. Ăn đạn nhưng mà còn đứng lên bắn tiếp mới ghê chứ. Cũng đến lại. Ôi. Chúng ta phải bảo vệ thằng này ra. Khu đông rồi, bắt đầu đông rồi đó. Thật chân tới rồi. Không sao, anh vẫn cần được khu này. Đó, ảo liền. Dính liền. Tặng mấy viên là chết ngay. Đâu chú, xuống đây, vô đây. Vô giữa, ây da, bắn hụt rồi. Căng rồi. Sao càng lúc càng đông vậy? Hết đạn nữa chứ. Ngon thì đút cái đầu ra. Chơi cho đàng hoàng coi. Dính cái tay. Bắn tự nhiên để mình tiết kiệm đạn luôn á. Mình không bắn, không dám bắn nhiều luôn. Dính nè, đó. Còn mình mày hết á. Đó xong, chúng ta đi lấy máu rồi đó.
Mình lấy cái máu rồi đó. Ok, ngon lành canh đao. Còn mình hết đạn rồi, còn khoảng... Nhưng mà cái cây này thì mình nghĩ là mình bắn... Mình bắn cầm chừng mà... Chừng... khoảng một thằng 2-3 viên thì còn lâu mới hết đạn. 69 trên 91 viên mà. 69 trên 96 viên. Đạn còn dư, bắn còn dài. Còn một thằng nữa rồi. Vừa mới thấy nó trên minimap mà tự nhiên giờ nó mất tiêu rồi. Nhanh thật. Vừa mới thấy một thằng trên minimap mà ta. Đâu rồi? Chú đâu rồi? Vừa mới nhắc luôn. Con thanh niên nào ra đúng không? Chắc không nha. Ok, get to the wall. Xong rồi, chúng ta xong cái nhiệm vụ ở đây rồi. Ok, xong. God damn it, those guards will cut us down the second we make a break for it. Tell Danny he needs to get us out of here. And these bastards got us pinned down. Y'all need to figure something out. I got some TNT. I'll put out outside the hole and detonate it. What the fuck is that gonna accomplish? With any luck, it'll blow a hole big enough for y'all to drop down. With any luck, Danny, do you even know what the fuck you're doing? Come on, it's dynamite. How complicated could it be? It's lit. Get the fuck away from the hole. No one really knows why Sal Marcano turned on Thomas Burke, but he took Point Verdun from him and gave it to an enforcer named Roman the Butcher Barbieri, who promptly busted up one of Burke's legs. Now, Danny Burke was part of the heist crew. I mean, he was a gearhead, had never done anything like this before, but Thomas Burke insisted. He figured if the heist was a success, Sal would forgive him and return Point Verdun. Traitor, all right. Hey. Now, I heard there ain't nothing sweeter than Vietnamese pussy. You tell me it's true. Casanova Clay. Shit, man, it's so fucking good to see you. You too, Danny. How's Nikki? God, she wanted to be here, but I ain't remember how old I was. God damn, you piece of shit! Yeah, unfortunately. Come on, let's grab a beer. Wait for the old man to chill out, and then we can get down to it. Yeah. What's up, man? You already got it all set up and organized. All the girls gonna be there and everything, except we just gotta go in my cars because we can't roll up in that beat-up piece of shit outside. Oh, you didn't just call my all-American machine a beater? I'm just saying, there are better rides out there. It's bullshit there are. This car's a beast. I dropped the custom 358 and a four shipped out. That ain't the only thing you dropped in her. Maybe you should tell them about how you'd borrow it from Ellis and take the ladies for a ride. Hell, man, leave me out of this. Wait, is you fucking my car? Mm-hmm. Nah, it ain't no big deal. I was always wrapped up tight. Besides, I already got one fucking bastard in my life. I don't need another one. All right, you know what? You're going to clean it. Not just the back seat, every square inch. I don't need to be riding around sitting in your shit. Hey, and you, funny man, you going to fucking help? Like hell I am. Shit, I didn't get any. Yeah, well, this is new. Jesus Christ, you fucking Joker's got about as much chance of pulling this off as I do at winning a goddamn decathlon. All right, Dad, we hear you. Danny and Ellis, you're gonna use the drills to cut a hole up through the bottom of the vault. You and Georgie, you'll be inside. You're to drop the money down, then get the hell out of there. That goddamn drill ain't easy to move, though. So we need a boat, to get it through the canals and into position. Well, Ellis and I are worried about the boat. See, George's old man flipped the guard at the reserve, giving you his truck. Between that and the uniforms, ain't no one gonna give us a second look. Come on, let's get moving. Still gotta swing by Skeletta's and finish up some prep work. Hey, and you two assholes, don't think this gets you off the hook when it comes to my car. Y'all best get ready to clean it. I ain't cleaning shit. Hey, you cleaning it.
My father was a lot of things, few of them good. But he started out smuggling moonshine, so he knew about the canals underneath the city, and that one of them went right under the Federal Reserve. It was his idea to use a boat to move the drill into position. He was a real son of a bitch, my father. More than anyone else, I blame him for what happened. You want to stick your own neck out, fine. But leave your son out of it. It's his fault Danny died. Is everyone in? We need to go. We're all here. Go! Hold it! What do you think he's doing? Scott's coming down through the hole. Damn, this aim, guys. Ồ, oh, nhưng mà phi vụ thật sự luôn, vấn đề escape. Chúng ta đi chỗ, khóa chỗ này bằng cái thuyền. Công nhận thiết kế mà cái thiết kế nguyên cái phi vụ này hay chứ. Mình thích cái vụ này, giống là mình có cảm giác mà muốn chơi hồi mà GTA 5 vậy. Nhưng mà cái này có vẻ nhìn đã hơn nhiều. Và cái phi vụ thật sự là tạo một cái cảm giác mình thật là thích thú luôn á. Từ hồi GTA 5 tới giờ. Nó mình nghĩ lâu lâu rồi mình không biết cái y nó có lo được cái đám này không nữa. Ây da, tránh ra đường bố đi. Bố nào cán đường bố là bố cán luôn. Tránh ra đường của bố. Bắn đi mấy chú. Ngồi nằm ngồi trên thuyền ăn ngồi ăn không ngồi rồi hay sao. Anh mày phải lái thuyền cực lực ra gì mà mấy bố không bắn được miếng nào hay sao. Chúng ta gần tới rồi, gần tới rồi. Đi, đi, bỏ cục. Mém nữa tông hẳn, mình cứ tưởng là đi đường hẳn hoài, tự nhiên cái nó quẹo hẳn sang đây. Don't fuck with Georgie. Vô ra. Vô còn ra nữa. Ngon xong vô mà đừng tránh ra giùm cái. Ok ok ok, chúng ta gần tới rồi, gần tới rồi. Đừng ra khỏi chỗ này rồi. Anh Everybody all right? That was the craziest fucking thing I've ever saw. I'm glad we're breathing and all, but what the hell are we gonna do now? Only option is to head up. Are you kidding me? There'll be cops all over the place. Well, with any luck, they'll be too busy dealing with Mardi Gras. Notice us. Let's go. Well, damn it, this ain't a gas. Hey, you sure you need to grab that much of my ass? Oh, shut up and keep climbing, man. Okay, give me a hand. All right, okay. Come on, we got you. All right, once we get out there, I hit a payphone. Call us in a ride. Can you walk? Yeah, somebody give me a hand. I can get one. It's probably just gonna be easier to carry a sorry ass. Hold up. Come here. Hey, hey! Don't put me the fuck down! If anybody asks, we say he's drunk. Y'all pick up that money. Let's go. Oh, god damn it. Find a payphone. Chúng ta tìm cái điện thoại công cộng hả? Để bưng xác thằng kia về hả? What the fuck? A friend in Jesus. Ooh, khu này sao nhìn coi lễ hội hóa trang hay sao ta? Cái này làm gì ghê vậy? Chúng ta đang ngồi... Ooh, miếng đầu khủng long hả? Chính ra chúng ta đang ngồi phi vụ. Gì đây? Dí gì đây? Ooh, cảnh sát à. Bưng xác thằng này có sao không? Sao kia chạy được mà không chạy không đỡ. Kia chạy mất tích luôn rồi. Get off the phone. Right fucking now. Hey, my time is just as precious as yours. Y'all keep an eye out. B
Bây giờ chúng ta sẽ gọi cho Sammy, rồi chúng ta xong việc và chúng ta có thể là sống đoàn tụ với nhau cả đời với số tiền mà chúng ta vừa kiếm được. Đúng không? Anh kiếm được mình khúc cuối, cái nguyên cái hầm nó còn y nguyên mà ta. Cái vấn đề là làm sao để lấy được tiền, nhưng mình nghĩ chắc có backdoor hay kiểu gì đó. Hoặc có ai đứng ra bảo kê và lấy số tiền sau khi mà tụi cảnh sát nó đi và tụi không để ý, ví dụ gì, mình cũng không rõ vụ này tụi nó có lấy được tiền. Ủa gì vậy? Má da đen. Chúng ta phải đi gấp thôi. Càng ở đây càng lâu thì càng như ta càng lên dĩa thôi chứ không có gì hết á. Mình bưng cái xác thằng này đi vòng vòng nó phải hơi ghê đó. Tụi cảnh sát vẫn không nói gì. Cái này có lễ hội gì của tụi chỗ này á, New Bordeaux. Thì cái bối cảnh của cái tự game này là một cái thành phố giả tưởng tên là New Bordeaux, nhưng mà nó dựa trên thành phố New Orleans hồi đó, hoàn toàn dựa trên đó luôn. Chạy ra, FA ôm nhau hoài. Không thể làm những người khác buồn tuổi hay sao? Chúng ta đi xuyên một cái chỗ này đúng không? Mình thấy là mình hết đường để đi rồi đó. Ồ, chúng ta có backdoor nhé. Đi vô chỗ khác. Mình sẽ có xe cảnh sát ở đây nha. Thế là đi kiếm cái đường khác không? Có xe cảnh sát chứ, cái thằng cảnh sát đứng ngay đó hoài đó. Hôm nay mình khiêng xác thằng này có bị gì không? Nếu mà mình nghĩ là tránh xa cái đám đó ra thì có lẽ không, nhưng mà để coi. Open 24 hours. Mở 24 tiếng liên tiếp. 24/7, nói chung là vậy. Quá tiện. Nhìn cho những thanh niên nào hay có nhu cầu ăn uống cái kiểu. Mình không thể mình đi nhanh hơn tí sao? Chạy ra, chạy ra, chạy ra, nhảy 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 cái gì? Nhảy đã không được đẹp còn nhảy nữa. Cái gì đây? Cái gì đây? Hộ những người cảnh sát khoái đập dân chúng hả? Oops. Làm sao đi qua đây? Chúng ta chỉ đơn thuần chúng ta đi qua luôn hả? Sao mấy thằng này nó cứ sao sao thôi? Nó có đường duy nhất mà chúng ta đi được thôi mà. Giờ tụi nó có nhìn ghê dễ sợ mà tụi nó đang đập mấy thằng này mà ta. Đương nhiên mình nghe là tụi nó sẽ không quan tâm, nhưng mà công nhận tụi nó không quan tâm thiệt. What the fuck are we gonna do? Ellis. Fucking pigs everywhere. Ellis, chill out. Everything's gonna be fine. Alright, you guys take Danny and the money. Get to the car. I'll deal with the cops. I'll warn them off you. Hey, no fucking way, man. It's all right. He ain't going alone. We all got a friend, Jesus. Amen. All right, let's go. Hey! Over here! Ôi chúng ta chạy là vừa. Tụi nó đông quá. Đông quá, sáng là đông. Chúng ta không thể nào solo tụi nó được. Sprinting. Tất nhiên là mình phải chạy thôi, nhưng mà oops. Tụi nó thấy mình không ta? Còn đường nào đi không ta? Hết đường luôn rồi. Ảo vậy mấy đứa. Một viên là chết ngay. Anh cần phải ra khỏi cái chỗ này càng sớm càng tốt. Không leo được. Căng gì mấy đứa. Ui, chúng ta cần phải tìm chỗ ra cái xe đó càng nhanh càng sớm càng tốt. 125m. Nhưng mà vấn đề là không có đường để đi mới ghê chứ. Sao toàn ngôi mộ không vậy? À đây, chúng ta có đường rồi. Tránh cảnh sát thôi. Sao mình chơi dại thôi chứ. Blue police zone. Heads up, your blue police zone. View the blue. You still avoid police attention. Escape. Okay.
Chỗ này hiệp lưu rồi. Tụi nó không phát hiện được mình. Mà làm sao đi lẻn qua từng khu này ta? Mình không thích stealth lắm à. Khu này thì hơi khó. Ôi lại Red nữa. Ôi chạy. Anh hết máu rồi, phải chạy thôi. Không thể đánh đấu tay đôi tụi này được. Máu đã yếu rồi còn còn phải đánh tay đôi nữa là mình bó tay mình chịu luôn á. Vô mấy đứa, vô. Đúng rồi, hay quá. Tụi mấy chú bỏ anh luôn rồi chứ. Vô xe hơi bị lỗi. Không sao, mấy chú vẫn đợi anh là được rồi. Đi, con xe này bị gì ta? Get off the way, man. Tránh ra, anh cần phải ra khỏi khu này càng sớm càng tốt. Bạo loạn luôn rồi. Có nghĩa là tụi này nó sẽ nhớ cái mặt của đám này chứ. Chứ không thì thấy thành những thanh niên nào giống như là không sao, chúng ta sẽ lên cái bảo Most Wanted truy nã nguyên cái khu này là còn gì nữa. Rồi nó tính là cái thành phố là làm cũng đẹp đấy chứ. Quá đẹp. Đối với một máy biến xuống như thế này mình thấy là quá ok rồi. Vâng. Và Red Police Zone nó dí theo mình luôn, mới ghê chứ. Thử nó đi, chờ cái gì nữa. Đó, lái xe bao nhiêu vầy nè, nó mới tránh được mấy thằng này. Oops, chúng ta tông công phải một cái xe con cóc. Xe này xe con cóc không? Đúng rồi, chúng ta chặn được tụi nó rồi. Một phần. Chúng ta phải chạy ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Lose the bullets, đừng có dí nữa. Anh này đang chuẩn bị chạy thoát khỏi chỗ này rồi. Yes, yes, baby, yes. Chơi chúng ta ngon lành canh đảo. Chúng ta thoát khỏi tầm nhìn là nhiều, nhưng mà chúng ta phải ra khỏi nguyên cái khu này luôn rồi. Open the map option. Sao? Vẫn chưa có gì objective hiện lên cho nên từ từ đó. Chúng ta giàu to rồi, chúng thật sự là chúng ta giàu to rồi. Giàu chứ. Không giàu cũng hơi kỳ. Anh mày làm tất cả những chuyện này mà không được giàu rồi, thế thôi nghĩ bà rồi. Nhưng mà bạn đánh đổi một số thứ rồi. Mà cái này là đánh đổi quá nhiều mạng sống và cả cái tương lai của mình để chỉ làm cho đám cái này mà chúng ta không được tiền nó thôi luôn. Well, how much is it? A little over $2 million per split. Holy mother God. Once everything settled up, I'm calling the man I know, having him bring over 3 hookers. Boy, ain't no right. Hooker ever stepping foot in this house. You sure? Because 2 of them are for you. I'm gonna be fucking in my new Drifter. I'd appreciate that. You know, my entire life, there's always been someone standing over me, telling me where I could go, what I could do, who I could be seen with. This. What you boys did tonight. This changes everything. This isn't just money. It's freedom. Real freedom. Ain't no one standing over me again. Over any of us, huh? Vouloir c'est pouvoir, huh? Vouloir c'est pouvoir! Well, well, well. Oh, look at the man, look at the man. There he is. Ho! And look at what I dug up. You mind pouring one more of those? Holy shit. It'll be my pleasure. Georgie told me shit went sideways during the robbery. Lincoln had to save your ass. You should be damn proud of that, boy. I am, Sal. More than you'll ever know. Oh, Jesus Christ, that is some down-home hooch right there, isn't it? All right. Listen, I got a guy outside. Y'all mind if he comes in and packs up my cut? Not at all. Look at that. Let's see if you can handle this down-home hooch. Yeah, why don't you give me some of that? Trying to get some corn whiskey, make you a man. They all the same. Hey, take the one on the end. It's your cut.
plus what I owe you. Even put in a little extra for your trouble. Couldn't have pulled it off without you, Sammy. Y'all done right by me tonight. Mwah. Mwah. Why don't you get us some off the top shelf? We need to celebrate. Yeah. You ain't got to tell me, yeah. Bud. Hey, fill me up. All right. Know something, Lincoln? You're possibly the baddest motherfucker I ever laid my eyes on. You shouldn't have said no.